Sự thật lạ lùng mà bạn chưa bao giờ biết. Phòng 168 tại khu vực bồn vua nằm bên trong đại kim tự tháp Ai Cập có 5 căn bồn nằm xếp chồng lên nhau. Ngăn cách giữa mỗi căn bồn này là những tảng đá granite nguyên khối và mỗi tảng nặng tới hơn 70 tấn. Để dễ hình dung thì 70 tấn nặng tương đương với 35 chiếc xe 7 chỗ cỡ lớn, và bằng cách nào đó mà những tảng đá 70 tấn này đã được nâng lên với độ cao lên tới 107m và lại còn được sắp đặt cực kỳ chính xác vào đúng vị trí của chúng. Các nhà khảo cổ học rất khó để giải thích tại sao mà người Ai Cập cổ đại có thể làm được điều không tưởng này. Rất nhiều người cho rằng có thể người Ai Cập cổ đại đã cho xây dựng một con dốc và dùng sức người để kéo những tảng đá này lên. Nhưng theo tính toán, nếu chỉ dùng sức người thì sẽ không thể nào kéo được một tảng đá nguyên khối nặng tới 70 tấn lên một con dốc có độ dốc lớn hơn 10 độ. Còn nếu muốn xây dựng một con dốc với độ dốc nhỏ hơn 10 độ thì con dốc đó sẽ phải có một độ dài và kích cỡ rất rất lớn. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ học lại không tìm thấy bất cứ bằng chứng nào cho thấy đã từng có một con dốc lớn như vậy tồn tại bên cạnh kim tự tháp. Vậy câu hỏi ở đây là, để làm được điều này thì liệu có phải người Ai Cập cổ đại đã sở hữu những công nghệ tiên tiến từ hơn 5.000 năm trước?